Sáng hôm nay, ngày hôm nay là đám giỗ má, cho nên là về dưới quê ở Vũng Liêm nhá. Hôm nay anh em cả nhà đoàn tụ ăn bữa cơm gia đình đó, gồm có những người anh Năm rồi về, tất cả mọi người, chị Năm rồi về đó, đang nấu cái lẩu, chị Tư nấu cái lẩu mắm chay cực kỳ ngon, thấy không? Dĩa bún nữa nè đó, và thêm dĩa rau sống nữa như thế này nữa, trời ơi chịu gì nổi. Còn thêm dĩa chả lụa chay nữa nha, bỏ chay vô nha. Cái này là chả lụa chay mình bỏ vô cái nồi lẩu này, nồi bún mắm chay cả nhà nha. Nấu mà bún mắm mà chay mà bỏ mà chả lụa này vô cái nữa thôi còn gì bằng nữa hết cả nhà nha. À, bóc lên ăn miếng thôi, bóc chả lụa chay ăn miếng đi. Đó. Quá tuyệt vời. Giờ mới nặng đi vô nè, nặng vô rồi cái dĩa rau này nữa, qua cái dĩa rau sống này thật là ngon nha. Đây là chị Tư nấu, muốn tiêu tắt á, bún mắm là Tư nấu á, không có tiêu giờ ăn ớt. Đúng rồi, vậy được rồi, ăn muối ớt chính xác luôn, muối ớt cho nó ngon hơn. Rồi đó, lẩu sôi quá rồi, một rồi bỏ chả vô cho nó nóng nữa nè. Anh lấy chả anh bỏ vô coi, lấy chả này bỏ vô cái nồi. Cắp chả bỏ vô. Đó, quý vị, bỏ vô cái nồi bún mắm chay nha. Nhìn thấy thèm dễ sợ, lửa sôi ngun ngút luôn. Cắp chả lụa chay bỏ vô coi quý vị. Dĩa rau bỏ vô, ngon lành luôn. Bây giờ em chuẩn bị em ăn cái coi nha cả nhà ơi. Ồ trời, ngon quá, cực kỳ ngon, chảy nước miếng luôn. Nè bây giờ mà ăn bún mắm á, quý vị phải bún mắm này, bún mắm chay em nói trước nha. Ăn á thì mình chọn cái tô cho thật bự, ăn tô chọn thật bự mình để mình bỏ rau vô, quan trọng là bún mắm chay là cái gì, là rau, rau ngon là sẽ được ha, thấy không? Là coi như là cái dĩa rau như thế này nè, chà bá lửa, chà bà lửa vậy nè, ăn là mà chà bá lửa không à. Đó, như vậy á thì nó sẽ ngon rồi, thấy không? Rồi rút miếng bún ra đây. Ôi trời, miếng bún nhiều luôn nha cả nhà nha. Đó, giá ra cây tư rồi, trang vô coi, xây lại trang cho bà con coi coi. Đó, nổi nóng rực luôn, ăn đi chị Hai ơi. Đây là cô một, cô còn nấu không đủ mày nấu ngồi chứ. Ăn chai gì vào đây nha. Đó, ngon lành luôn, nấm thơm, miếng cà nữa coi. Đó, chả lụa nữa, thấy chưa? Rồi, ăn đi chị Hai. Wow, mời quý vị ăn với em một tô bún mắm chay như thế này nha. Nhớ nha, đừng quên món chả lụa nấm của em bỏ vô nha cả nhà nha. Ăn thử miếng nè, sáng bữa nay thử miếng nè. Có bỏ tí ớt chưa chưa? Ngon quá, bỏ vô. Nặng miếng tắc vô coi. Đây, anh nặng miếng nè, chơi miếng tắc vô nha cả nhà nha. Chấm với chén muối ớt như thế này nữa cả nhà nha. Muối ớt. Chấm chén muối ớt vô coi. Nói coi. Chị Tư là người nấu cái lẩu mắm này. Bỏ rau vô. Bỏ miếng giá vô coi. Bỏ miếng rau, rau này, rau đắng vô coi nha. Ăn bún mắm ăn với em nha mấy chị. Bún mắm chay ăn với em nha.